sinh nhật mấy anh em công an rồi tổ chức sinh nhật hoành tráng quá, rồi nói chung bữa nay sinh nhật của thầy Duy, đề nghị thầy Duy ngước mặt rồi lên chào mọi người rồi chúc anh chào nha, rồi đó, nói chung thầy Duy là đang sinh nhật thầy Duy, nhưng mà thầy Duy là đang phòng trước được phòng trên thôi, từ không hành tay với lợi ấy cái với lợi em quá tao dĩa dạ. Bà lên đây. Từ từ mình bóc hết rồi mình điêu được. Không phải mơ tí nữa. À. Chắc như bay dìu dèo trời. Dạ, chưa? Thì món này là kêu chính xác là món gì ta? Ý giờ làm món này. Món gì mà chớ ấy đó. Thì nó dạng như cái canh này chứ. Canh mà canh chuẩn Mỹ. Canh mà đây nó chớ biên thêm một chút nữa. Canh kiến gia. Đây gà nồi hả chị? Gà nồi. Gà nồi hấp, dưa hấp. Gà nồi la mơ. Ba cái dĩa nhỏ cho bây giờ lớn sao không đủ á. Thì cái xét đây. Con nhà ngờ không hả? Bóp cái canh. Vậy là vô bóp cái canh. Làm như không vậy? Hử? Đi muốn làm cái gì? Tạ thịt nè. Yeah, tạ thịt. Cái gì nhỏ thì dành đi. Món này dừa nướng, dừa nướng làm thịt canh trộn thịt canh trộn kiến giang thịt canh bắt được này, bắt được cái dụng này, bắt được liền nè. Hả? Không bắt đi hả? Gì nó bắt gì đi? Đợi lâu ta, đợi anh cái bao bóng anh. Bóp à? À, rồi vô ha. Rồi bây giờ công đoàn tiếp theo là đưa kiến giang vô, mua kiến giang vô. Rồi đó là mình sẽ bóp lên kiến giang nha. Yeah. Người đây dính thì nhìn vô giống cái xe múc à, thì vậy chào cho mắm vô. Ừ. Đây có nếm không? Đây có pha gì không? Còn. Đây không có pha gì hết á? Nó ấy rồi, nó mặn rồi. Bây giờ có thứ ba cái đều. À, đó là cái ăn. Cái trộn lại. Cái trộn lại chứ. Nhưng mà xếp hả? Mắm tê và mắm còn hả? Chanh có. Nãy còn ổ chanh nè. Đâu. Vô đi cái. Được rồi. Tao được rồi. Nữa. Đau hả? Đau. Coi lại được không? Thì cho cái đỏ cho em. Coi lại được. Gì? Rồi tiếp theo là e quế ha, đưa e quế vô. Bún này bỏ vô đây chứ. Cho tô mới chớ này ha, chớ này vô luôn. Chớ luôn một chớ. Bóp luôn hả? Bóp luôn. Bóp. Gì nữa? Nữa. Ở đây thao được rồi. Đây chắc bỏ qua. Để nướng ăn chứ. Dạ họ. Đúng, nó thiệt chứ mệt quá, nhưng mà gì? Sinh nhật của mày một phố anh em này. Đang đem phân quân hả? Nhặt quần té nó đỡ nó dữ. Đúng không? Quần rồi quá ok rồi, làm thử. Ai buồn chịu đấy. Sao cái gì á?
Mình cho tôi, cho tôi. Đồ gì vậy? Dĩa nó dĩa sâu sâu chứ gì hết. Không có hết dĩa đâu. Dĩa sâu không? Có. Dĩa sâu lên đây. Điều. Rồi, để giờ mình thấy kéo bầm nhanh tiếp. Kéo đứa này lấy đi không mất đâu. Chị nó mở đây. Đấy. Đâu, hai quả rồi ạ. Có gì trên nữa không? Đồ phòng, đồ phòng trước, đồ phòng trên. Thôi, từ từ, từ từ. Không. Hành tây rồi nữa. Hành tây với lợi ấy cái với lợi. Quên trâu đâu cơ quá. Đi quá. Thôi gì á, gì á, gì á, gì á. Dạ. Bà lên đây. Trời 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 gì á, từ từ á, từ từ mình bóc hết rồi, mình trưng mới điêu được. Bà gì á? Dạ, bà gì á. Chích nhiều của bà gì á. Đây đây để còn cái đó. Là cái sắt còn. Còn nước ấy. Đấy là đây. Đây. Chút chút rồi chơi chút chút nước rồi nhà sơn, chơi chút nước rồi sơn sơn là đúng đẹp. Ở giờ ít này, giờ để ít. Bà làm phim bây giờ để giờ ít. Mình bật lên. Dạ. 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 Chị chi rồi, rồi cái anh nó không thấy ngõ rồi cái nó đuổi mình em sao. Trong ngoài đó. Bành.